Chào quý thầy cô, sau đây mình sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách đăng ký Zoom không giới hạn năm 2022. Quý thầy cô sẽ vào cho mình đường link này nhé. Đường link này mình sẽ để ở dưới phần bình luận. Đây, khi nào có cái đuôi a@email.omsanti.edu.in như thế này là được. Trong trường hợp chưa xuất hiện thì quý thầy cô bấm vào delete, xóa cho mình. Cho tới khi xuất hiện cái đuôi như vậy nhé. Đây nhé, chúng ta sẽ lấy cái email này, có đuôi omsanti.edu. Chúng ta mở một cái tab và vào Zoom, zoom.us. Tại đây chúng ta bấm vào sign up, đăng ký. Chúng ta chọn ngày tháng năm. Bấm vào continue, tiếp tục. Chúng ta sẽ dán địa chỉ email hồi nãy chúng ta copy vào. Chúng ta bấm vào đăng ký. Rồi tại đây yêu cầu chúng ta phải kích hoạt cái email đã được gửi. Chúng ta quay lại cái tab hồi nãy. Đây, chúng ta bấm vào, kéo xuống bấm vào refresh. Đây, bấm vào please activate, có nghĩa là làm ơn hãy kích hoạt. Chúng ta bấm vào đây nhé. Bấm vào kích hoạt tài khoản. Rồi, tại đây chúng ta sẽ ghi tên của Zoom. Mình ví dụ như là Emily. Sau đó mình sẽ tạo một cái password là cái mật khẩu bao gồm ít nhất là 8 ký tự, có một cái bao gồm chữ cái, số và một ký hiệu đặc biệt nhé. Đó, khi nào nó tích đủ 4 cái như vậy là được. Chúng ta xác nhận lại mật khẩu. Rồi chúng ta bấm vào tiếp tục. Tại đây chúng ta sẽ bấm vào skip, chúng ta sẽ bỏ qua bước này nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo xong, chúng ta đi đến tài khoản của chúng ta. Đi đến tài khoản, go to my account. Vâng, như vậy là mình đã vừa tạo xong một tài khoản không giới hạn. Đây là cái tên của tài khoản, vì nó dài cho nên là tốt nhất thì quý thầy cô nên copy ra trong một cái file Word để chúng ta có thể nhớ nhé. Đó, đây là tên của tài khoản và chúng ta sẽ nhập luôn cái password hồi nãy của mình. Bây giờ mình sẽ vào thử Zoom cho các bạn xem nhé. Mình sẽ vào sign out. Đây, mình dán cái địa chỉ email hồi nãy mình vừa mới lập vào cái password. Nhập password vào. Bấm vào đăng nhập. Rồi, tại đây, đó, mình có thể thấy là basic, như vậy là mình đã bỏ được này, unlimited time, có nghĩa là bỏ giới hạn đi. Được chưa? Như vậy là đã bỏ được giới hạn 40 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bày cho, chúng ta sẽ thay đổi cái, cái mật khẩu của cái password này để cho nó khỏi bị nhảy lung tung. Chúng ta bấm vào PMI setting. Đó, đây là cái password, nó rất là khó nhớ. Chúng ta sẽ đổi lại có thể là 1, 2, 3, 4 cho nó dễ nhớ nhé. Chúng ta bấm vào save là lưu. Rồi, như vậy là mình đã tạo xong tài khoản rồi. Rồi, chúc thầy cô sẽ tạo thành công nhé. Goodbye.